Chu Ân biến đổi ngoạn mục trong một năm, hình ảnh gần đây trông giống Mao Thuần Quân, vô cùng quý phái. Chu Ân là nữ thần của thập niên 90, nổi tiếng với vai diễn Tử Hà Tiên Tử trong bộ phim Tây Du Ký, Tiên Lữ Kỳ Duyên. Tới nay, cô vẫn giữ vững vị thế nữ thần của mình. Năm 2012, cô kết hôn với Hoàng Quán Trung và sau khi sinh con gái Hoàng Oanh, cô rời xa màn ảnh nhiều năm. Thỉnh thoảng cô xuất hiện và luôn được khen ngợi về nhan sắc như xưa. Tuy nhiên, những năm gần đây, Chu Ân dường như vì tăng cân ở tuổi trung niên mà trở nên quý phái hơn và thậm chí bị so sánh với Hà Siêu Quỳnh. Gần đây, cô chia sẻ video selfie và bị cho là giống Mao Thuần Quân. Chu Ân gần đây đã chia sẻ một video selfie nhảy múa trên mạng xã hội ở Trung Quốc với mái tóc ngắn tươi tắn và mặc váy ngắn rất trẻ trung. Tuy nhiên, trong video, cô trông có phần tròn trịa hơn, lắc lư trước gương nhưng không được linh hoạt. Dù vậy, ở tuổi 52, cô đã chăm sóc bản thân rất tốt, làn da còn rất đẹp. Cư dân mạng cho rằng Chu Ân không còn như vài năm trước, dấu vết thời gian đã rõ rệt, nhìn thấy Chu Ân mới hiểu. Thế giới chỉ có một Triệu Nhã Chi và Lâm Chí Dĩnh, trong số họ, Hồng Hân là người trẻ nhất, không thể tin được, Chu Ân sao lại thay đổi nhiều thế, thay đổi quá lớn, trông giống Mao Thuần Quân quá, sao càng ngày càng giống Hoàng Quán Trung vậy. Trương Tuệ Nghi diễn lại Tây Du Ký sau 28 năm cùng nam diễn viên Quách Chính Hồng, xuyên không tiếp tục mối duyên chưa dứt. Trương Tuệ Nghi, 53 tuổi, là nữ thần gợi cảm của thập niên 90. Mặc dù đã ở độ tuổi trung niên, nhưng nhan sắc và vóc dáng của cô vẫn duy trì như ngày nào nhờ chăm sóc tốt. Cô nổi tiếng với vai diễn Thái Giao và A Quý trong bộ phim Chân Tình, và trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký 2, cô đóng vai nữ Vương Vạn Yêu, có mối tình kiếp trước với Tôn Hành Giả do Quách Chính Hồng thủ vai. Tuy nhiên, mối tình này không thể kết thúc viên mãn. Sau 28 năm, hai người đã quay phim chung, khiến cư dân mạng xúc động. Quách Chính Hồng, 59 tuổi, sau khi rời TVB vào năm 2015, chuyển đến Trung Quốc phát triển, tích cực quay phim, biểu diễn và livestream bán hàng. Chỉ sau vài năm, anh đã tích lũy đủ tiền mua nhà triệu đô. Trong khi đó, Trương Tuệ Nghi đã quay về Malaysia để chăm sóc con trai Trương Hoàng Vĩ, Hang Sơn, và chỉ mới đến Trung Quốc làm việc gần đây. Thật không ngờ, sau 28 năm, cô và Quách Chính Hồng lại hợp tác quay một đoạn phim ngắn, kể về việc họ gặp lại nhau trong thang máy, xen kẽ với những cảnh trong Tây Du Ký 2. Như tiếp tục mối duyên chưa dứt từ kiếp trước, bù đắp cho những tiếc nuối bấy lâu nay. Trương Tuệ Nghi gợi cảm đến mức phun máu, vẻ đẹp và vóc dáng tuổi 53 vẫn như xưa. Xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Người Hoa, Trương Tuệ Nghi bước vào làng giải trí thập niên 90, được Vương Tinh để mắt và tham gia nhiều bộ phim, thậm chí còn nhiều lần đóng vai chính. Một trong số đó là bộ phim Nguyên Thủy Vũ Khí, với màn trình diễn gợi cảm đến mức phun máu, dù không giúp cô nổi tiếng nhưng lại để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. Nguyên Thủy Vũ Khí kể về câu chuyện của Hồ Chí Quân, do Triệu Văn Trác thủ vai, Lý Minh Sinh, do Âu Cẩm Đường thủ vai, và Vương Tiểu Linh, do Trương Tuệ Nghi thủ vai, là những đồng đội cảnh sát thân thiết. Hồ Chí Quân và Lý Minh Sinh đều yêu Vương Tiểu Linh, nhưng cô chọn Lý Minh Sinh. Vào đêm tân hôn của họ, ba tên cướp tấn công và Lý Minh Sinh bị giết, Vương Tiểu Linh bị xúc phạm. Sau khi bị đình chỉ, Vương Tiểu Linh quyết định tự mình tìm ra kẻ thù với sự hỗ trợ của Hồ Chí Quân. Cuối cùng, tên ác nhân A Lương do Từ Cẩm Giang thủ vai, lộ diện và Vương Tiểu Linh đã trả thù thành công. Điểm nhấn của bộ phim là màn trình diễn gợi cảm của Trương Tuệ Nghi, cô học cách quyến rũ đàn ông để trả thù với những cảnh quay táo bạo. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không đạt kỳ vọng, chỉ đạt chưa tới 3 triệu Hồng Kông, nhưng vai diễn này vẫn là dấu ấn trong sự nghiệp của cô. Dù đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng cô vẫn giữ được nét quyến rũ và nhan sắc không thay đổi. Trần Bách Tường tiết lộ được Tăng Chí Vĩ giúp trả tiền đặt cọc, sớm bị phát hiện có công trình xây dựng bất hợp pháp. Ở tuổi 74, Trần Bách Tường, được biết đến với biệt danh Alex, đã tham gia nhiều bộ phim, đặc biệt vai Đa Long trong phim Lộc Đỉnh Ký của Châu Tinh Trì đã để lại ấn tượng sâu sắc. Ngoài ra, Trần Bách Tường còn là cựu MC vàng của TVB với vô số chương trình lớn. Sau khi tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2022, ông chuyển sang hoạt động trên mạng xã hội ở Trung Quốc, tìm kiếm sân khấu mới cho tuổi già. Với tính cách vui vẻ, hoạt bát và tài ăn nói không hề mai một, anh rất được cư dân mạng yêu thích. Gần đây, Trần Bách Tường tiết lộ đang cải tạo căn nhà cũ mà anh đã sống suốt 30 năm.
Khi được hỏi liệu giá trị hiện tại của căn nhà có vượt quá 1 tỷ đô la hay không, ông không phủ nhận và nói, chúng ta không nên nói về tiền bạc. Ngôi nhà của Trần Bách Tường rất rộng rãi, anh tiết lộ rằng hai căn nhà được nối liền nhau, bao gồm hai tầng và có ban công hướng ra cảnh quan thành phố, địa điểm đắt đỏ. Mặc dù việc cải tạo khiến ngôi nhà trở nên lộn xộn, nhưng có thể thấy rằng trước đó đã được trang trí rất đẹp. Sau khi cải tạo, ngôi nhà hứa hẹn sẽ mới mẻ và thoải mái hơn. Trên tường nhà có treo bức tranh với chữ Tự Cường Giả Thắng, rất phù hợp với hình ảnh của ông. Trần Bách Tường tiết lộ rằng căn nhà này được mua với sự giúp đỡ của Tăng Chí Vĩ. Anh nói, tôi đã kiếm được căn nhà này bằng cách đóng phim. Tôi đã giúp Tăng Chí Vĩ quay Tiểu Tiểu Cảnh Sát. Anh ấy không muốn trả tiền thù lao mà thay vào đó trả tiền đặt cọc cho căn nhà này. Sau đó tôi đã mua nó. Căn hộ dây villa ở Cửu Long Đường của Trần Bách Tường và vợ Huỳnh Hạnh Tú từng bị phát hiện có nhiều công trình xây dựng bất hợp pháp. Báo cáo cho biết, phần xây dựng bất hợp pháp bao gồm việc mở rộng một nhà kính, xây dựng cầu thang ngoài trời để kết nối với tầng 1, tạo ra một căn hộ duper, diện tích sử dụng trong nhà từ khoảng 2.000 m2 tăng lên khoảng 4.000 feet2. Từ năm 2008, Cục Quản lý Xây dựng đã gửi nhiều lệnh tháo dỡ cho Trần Bách Tường, nhưng công trình bất hợp pháp vẫn chưa được tháo dỡ. Tháng 5 năm 2021, Cục Quản lý Xây dựng tiếp tục gửi thư cảnh báo, yêu cầu nhanh chóng bắt đầu công việc tháo dỡ. Đến tháng 6 cùng năm, bên ngoài căn hộ đã được dựng dàn giáo, báo cáo cũng chỉ ra rằng công ty Chí Nghệ của Trần Bách Tường và Huỳnh Hạnh Tú đã mua hai căn hộ A và B tại tầng 1 của dây villa với tổng số tiền hơn 15 triệu đô la Hồng Kông vào các năm 1989 và 1996. Hợp đồng mua bán nêu rõ quyền sở hữu bao gồm khu vườn thông gió ba phía dưới căn hộ. Bộ phim Tiểu Tiểu Cảnh Sát do Trần Bách Tường và Tăng Chí Vĩ đóng đã được phát hành vào năm 1989. Trần Bách Tường tiết lộ có một căn bệnh lâu năm chưa khỏi, công khai sự thật nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Trần Bách Tường cũng là cựu MC vàng của TVB, đã dẫn dắt rất nhiều chương trình lớn. Sau khi tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2022, Trần Bách Tường không dừng lại mà bắt kịp xu hướng, chuyển sang hoạt động trên mạng xã hội ở Trung Quốc, mở tài khoản trở thành KOL, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Với tính cách vui vẻ, hoạt bát và tài ăn nói không hề mai một, anh rất được cư dân mạng yêu thích. Trang mạng xã hội của Trần Bách Tường rất đa dạng. Sau khi chia sẻ cảnh quay hậu trường của các tiểu phẩm ngắn, biến thành chàng giao hàng và công nhân công trường để trải nghiệm công việc giao hàng và làm công nhân, sau đó lại hóa thân thành nhà ẩm thực, giới thiệu một nhà hàng chuyên món ăn Đài Sơn cho cư dân mạng. Và gần đây, anh đã công khai, tôi có một căn bệnh lâu năm chưa khỏi, đó là bệnh gì khi mọi người rất lo lắng. Trong video, Trần Bách Tường xuất hiện tinh thần phấn chấn, nói trước máy quay, tôi không ngờ rằng mình đã 74 tuổi. Tôi không ngại nói về tuổi tác. Bạn nghĩ tôi trông giống 47 tuổi hay 74 tuổi? Sau đó, máy quay quay cảnh một thùng rượu trong xe của anh. Hóa ra căn bệnh này liên quan đến việc uống rượu. Trần Bách Tường thẳng thắn cho biết anh rất thích uống rượu và sưu tầm rượu ngon. Tôi có một căn bệnh, đã lâu không thể chữa khỏi. Đó là uống bao nhiêu cũng không say. Khi được hỏi ai trong làng giải trí uống rượu giỏi nhất, anh không cần suy nghĩ mà nói ngay, là tôi. Nếu không tính tôi thực sự không biết ai khác. Trần Bách Tường còn trêu đùa bạn thân Tăng Chí Vĩ, chắc chắn không phải Tăng Chí Vĩ. Vì mỗi lần các bạn gặp anh ấy đều được đẩy ra bằng xe lăn. Còn đối với hiệu trưởng Đàm Vịnh Lân, Trần Bách Tường công nhận khả năng uống rượu của anh ấy uống giỏi. Sau đó Trần Bách Tường còn hát một đoạn bài Tối Nay Tôi Muốn Say để bày tỏ cảm xúc. Rất phong độ, cư dân mạng thấy Trần Bách Tường đều khen ngợi anh trông rất khỏe mạnh, không hề giống người 74 tuổi, và vẫn còn rất hài hước. Bách Tường có tâm lý tốt tự nhiên trẻ, anh lét rất phong độ, 37 tuổi cũng tinh, da dẻ rất mịn màng, sống phải có tâm lý tốt. Tâm lý tốt mọi thứ đều tốt, cũng có cư dân mạng nhắc nhở Trần Bách Tường rằng uống rượu có chừng mực, dù sao tuổi tác cũng không còn trẻ, cần phải biết điểm dừng.